các bạn rất là quan tâm đến cái việc làm thế nào để chúng ta có thể có được một cái công thức để chúng ta thành công. Làm thế nào để chúng ta có được kiến thức để giúp cho chúng ta có thể làm chủ cuộc chơi. Khi nào các bạn lớn hơn vấn đề, các bạn sẽ làm chủ được cuộc chơi. Còn khi nào các bạn nhỏ hơn vấn đề, thì các bạn mãi mãi sẽ bị áp lực thôi. Thế tại sao các bạn nhìn thấy tại sao lúc nào tôi cũng tràn đầy năng lượng và tự tin như này? Tại vì trong con người của tôi có trải nghiệm của một người thực chiến, có năng lượng, có nỗ lực thật sự. Nên là khi làm bất kỳ một điều gì, nó rất là quyết liệt và nó sẽ tạo ra được kết quả cho những người nào mà sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình. Vậy thì trong cái quá trình điều trị bệnh vật nuôi, sẽ có rất là nhiều lần tôi nói rằng xe rùa là xe rùa, thế thôi, hiểu đơn giản như thế. Tại vì khi các bạn đã tìm đến Phạm Xuân Trịnh để chữa bệnh cho các bạn, thì có nghĩa rằng các bạn đã tự chữa rất là nhiều lần rồi. Các bạn đã gọi hết thầy nọ thầy kia đến rồi, ít nhất cũng qua tay ba bác sĩ thú y rồi mới đến Phạm Xuân Trịnh. Thì xin lỗi, tôi là một trong những người dọn rác, thì tôi dọn cho nó đơn giản, xe rùa hết như thế thôi, nó đơn giản như vậy thôi. Còn lại với cá nhân, quan điểm cá nhân của tôi về việc điều trị bệnh, về việc dùng kháng sinh, nếu mà các bạn phát hiện ra sớm, dùng phác đồ sớm điều trị rất hiệu quả. Còn nếu mà điều trị muộn thì chỉ có xe rùa, đến người đi bệnh viện còn chết thì đừng nói là gà, đừng nói là lợn. Anh em hình dung vậy, con vật là con vật sống, đừng bao giờ đem tài sản của mình ra mà cá cược mà đánh giá. Việc quan trọng nhất, chúng ta hãy học tập phát triển kiến thức tư duy, để tối thiểu chủ trang trại chăn nuôi cũng phải biết được kiến thức để mà bảo vệ được đàn vật nuôi nhà mình. Đừng có giao tất cả mọi thứ cho đứa khác. Có thể là các bạn phải biết để các bạn hiểu rằng nó làm đúng hay làm không đúng, thế thôi. Còn nếu bạn không biết thì suốt đời bạn trở thành một con lừa trước mắt bọn nó. Tôi thấy rất là nhiều người không am hiểu gì về cái cách để mà có thể điều trị bệnh vật nuôi, nhưng mà nói phét, rồi là nói ra thì cứ như mình biết rồi. Tôi chỉ cần nhìn lướt qua, tôi chỉ hỏi rất đơn giản thì chưa có khỏi không? Ông có nói trên trời đi chăng nữa, tôi chỉ hỏi mỗi đơn giản là chưa có khỏi không? Thế thôi, kết quả nó sẽ quyết định cuộc chơi chúng ta. Còn phác đồ của ông có trên trời dưới bể đấy là việc của ông, không quan tâm. Quan tâm duy nhất là cái công thức đấy, cái phác đồ đấy, cái phương tiện công cụ đấy có giúp được cho ông bảo vệ đàn vật nuôi của ông hay không. Đấy là điều cực kỳ quan trọng. Còn tôi không khuyến cáo các bạn khi các bạn phải áp dụng biện pháp điều trị bệnh trên đàn vật nuôi. Chúng ta hãy áp dụng bằng cách là phòng. Phòng thì lúc nào cũng hơn chống.